Mời ba, chuyện quan đường vậy mà ba cũng tin được hả ba? Bà Thảo bảo quê mùa, già nuôi như vậy á, có ma nó mới thèm. Con xin lỗi, nhưng mà sự thật nó phũ phàng như vậy đó. Cỡ như bà Thảo, không có ai đeo đuổi đâu, ba đừng có tin lời bà. Có đâu con, chính mắt ba nhìn thấy, làm sao sao được. Thì cho dù là có đi chăng nữa, nhưng mà ba cũng không thể nào hạ thấp phẩm giá của ba đi được. Đường Đường là một ông chủ, thì làm sao mà có thể yêu một ô xin thấp hèn như vậy được hả ba? Hà Thanh, con nghe lời một chút được không? Dù gì bà Thảo cũng là. Là gì hả ba? À, con đau quá. Thôi được rồi, con có biết là cả ngày má ở ngoài xưởng mệt lắm rồi không? Ráng đi, ngủ đi cho má nhờ. Con xin lỗi nè, con nghĩ không biết đi như thế. Con đau quá, con không muốn được. Đau nữa, đi cùng với con coi. Em coi con, con biết cái con gì cắn mà nó càng ngày càng sưng lên vậy nè. Nó khóc từ nãy giờ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đó. Hồi sáng con bắt con ong nó cắn con. Trời ơi, sao mà con chơi dài dữ vậy không biết. Ông sắp mà chết thì biết lắm. Người lớn còn chịu không nổi, huống chi là con nít. Con đau lắm, như thở cho con đi. Em coi dỗ nó giùm chị. Chị ra xưởng phụ với anh một chút. Dạ. Đưa đây chú coi coi. Tội nghiệp con quá, đau lắm phải không con? Con đau lắm, đau làm con không có ngủ được luôn. Được rồi, để chú thổi cho con nha. Ba có thể nói rõ hơn cho con nghe không? Không phải là một lần mà rất nhiều lần. Lần nào con bệnh, chú Thảo cũng lo lắng, cực khổ, thức thâu đêm suốt sáng với con. Hồi nhỏ con rất mến vú, lúc nào con cũng nắm áo vú một bước không rời. Sao bây giờ con lại? Tại vì hồi nhỏ con không biết. Con thấy ba má quý trọng bà ta thì con quý trọng theo thôi. Nhưng mà từ khi con hiểu ra bà ta chẳng là gì hết, chỉ là một bà vú ở thuê trong cái nhà này thôi, thì việc gì con phải quý trọng bà ta chứ. Bà ta tốt với con chẳng qua là bà ta muốn lấy lòng ba má, muốn giữ lấy cái chỗ làm ngon lành này thôi. Những việc làm của bà ta đều được ba trả tiền sòng phẳng mà. Con việc gì mà phải biết ơn và trả ơn bà ta chứ. Thanh à, con không nên nói như vậy. Ba à, ngay từ đầu thì con đã thấy giả tâm của bà ta rồi. Lúc nào bà cũng bỏ cái bộ mặt tội nghiệp của bà ra để lấy lòng thương hại của mọi người thôi. Bà có thể mê hoặc ba, lấy tình cảm của thằng Trọng, nhưng đối với con thì đừng có hòng. Không bao giờ con bị mắc lừa bà ta đâu. Nếu như ba nói với con ba muốn cưới bà Thảo làm vợ, con nghĩ thế nào? Ba, không đời nào con không bao giờ chấp nhận cái chuyện hoang đường xảy ra trong căn nhà này đâu. Hà Thanh à, con bình tĩnh nghe ba nói nè. Con không muốn nghe ba nói cái gì hết đó. Hà Thanh, nhìn cái chú Năm còn ai rồi chứ? Dạ chưa có xong. Cái gì kỳ vậy? Mày có biết là lần thứ mấy tao tới đây trái đồ rồi không? Dạ biết. Lần thứ ba. Biết vậy sao không hai cho xong đi, để tao tới nuôi hoài, tao mệt lắm nghe. Thím Năm thông cảm cho con đi, vài bữa nữa thím ghé hen. Vài bữa nữa là bữa nào? Mày nói cho rõ đi. Dạ còn tùy. Tùy cái gì? Tùy con vui hay là buồn. Trời đất, mai đồ mà còn vui hay buồn nữa. Hay là mày nghe thằng Kha nó gọi về báo tin là thằng Tâm nó tìm được con Thảo rồi mày bực mình chứ gì? Thím Năm biết là con thương thằng Tâm, nhưng mà con cũng phải nghĩ cho con Thảo một chút. Con biết mà. Biết sao mày còn chậm chậm? Con cũng không biết sao nữa. Tự nhiên á, nghe anh Tâm kiếm được chị Thảo á, con thấy khó chịu trong lòng.
không phải khó chịu cho chị Thảo, mà là khó chịu cho con. Ba mươi mấy tuổi đầu, vẫn một thân một mình. Hy vọng vừa mới le lói lên, bị dập tắt mất tiêu rồi. Còn cái gì vậy? Được không? Sáng giờ chở tôi chạy lòng vòng hoài vậy, định mua hết đồ Sài Gòn mày khoái lên người tôi hả? Nếu mà mua đồ hết cái Sài Gòn này mà giúp ông được á, tôi cũng bỏ tiền ra. Giờ cũng chở tôi đi mua đồ nữa. Không, ông đã đủ rồi. Bây giờ tôi chở ông tới một người khác. Thôi nha, sáng giờ tôi đi lòng vòng tôi mệt lắm rồi á. Bây giờ mình tới chỗ nào nữa? Tới chỗ rồi biết. Đây là văn phòng đại diện của công ty. Ông thấy sao? Văn phòng đại diện công ty? Ừ. Sao tôi không nghe anh Minh nói gì về chuyện này hết? Chuyện này á, hội đồng quản trị mới thông qua tối hôm kia, nên tôi chưa kịp báo cho ông. Đốt nhang đi. Dạ. Thôi, ông khấn đi. Thấy sao? Thế sao là sao? Hội đồng quản trị đã thông qua và quyết định cho ông giữ chức giám đốc đại diện của công ty. Ông hài lòng chứ? Cho tôi làm giám đốc hả? Ừ. Giỡn chơi hoài à. Tôi biết gì đâu mà làm. Nói giám đốc cho hoài vậy chứ. Ông chỉ cần ngồi ở đây, những đơn đặt hàng của các đại lý ở thành phố. Còn tôi sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển, giao hàng và thu ngân. Vậy còn công ty của mình ở dưới quê thì anh Minh và bà con lo. Anh Minh đã dặn rồi, không có gì phải lo lắng hết, cứ nhận và ký nhiều hợp đồng vô. Còn phần cung á là ở dưới anh lo hết. Tôi biết, anh với anh Minh tạo điều kiện giúp đỡ tôi, tôi rất cảm động và biết ơn. Nhưng mà mọi người không nên vì tôi mà... Thôi được rồi, cảm động thì được, nhưng mà cấm rơi nước mắt nha. Tôi ghét nước mắt dữ lắm đó. Nói giỡn vậy thôi chứ đừng ngại gì hết. Đã coi nhau là bạn bè anh em. Thì ông phải để tôi với anh Minh phụ ông một tay. Nếu ông cảm thấy áy náy á, thì nhanh chóng thuyết phục cô ấy quay về đi. Chuyện của hai người bây giờ á, là mối quan tâm lớn nhất của quê mình đó. Ông mà không đưa được Thảo về á, là tôi với anh Minh sẽ mất mặt với mọi người lắm. Ông có biết không? Sao chuyện của tôi với Thảo lại làm cho anh với anh Minh mất mặt? Vì tôi với anh Minh đã hứa với bà con ở dưới quê rồi, bằng mọi cách đó phải giúp anh tìm được vợ. Nếu muốn trả ơn tôi với anh Minh đó, làm ơn làm theo sự hướng dẫn của tôi giùm cái. Tôi có bao giờ mà không nghe lời anh đâu. Ừ, vậy thì tốt.
Tôi nhất định sẽ giúp ông thắng trận chiến tình cảm này. Tôi sẽ biến ông thành một con người hoàn toàn khác. Khác là sao? Đang thay đồ đi chơi phải không? Ừ, đâu có, xài bét. Xuân không có người yêu, Xuân đang chèo một mình. Vậy hả? Chú thua rồi nha. Vậy là chú phải lau nhà một tuần và rửa chén một tuần đó. Chú biết rồi. Hồi nãy con chịu cá là chú thấy chú thua rồi. Hả? Xuân đâu có người yêu gì đâu. Chú nói vậy là để thử lòng con thôi à. Vậy rồi ví dụ rửa chén lau nhà. Thì rửa chén lau nhà một tuần. Chấp nhận. Thôi, bây giờ chú vô nghỉ sớm. Để lấy sức rửa chén lau nhà một tuần. Dạ. Cô giáo trẻ mà tính tình nghiêm túc quá, lại thích đụng cổ cái mưa. Tao nói mà ế chắc luôn. Ủa chú kiếm ai vậy? Ê, nhà của ta chú bước vô giờ hết rồi sao? Nhà tôi hả? Cái nhà người ta nào? Trời ơi, chú Tâm. Trời ơi, xém xíu con nhà nóng ra luôn. Wow. Wow, đồng hồ cơ luôn. Thấy chú phong độ đẹp trai không? Ba chế bầu chết, rất đẹp trai. Ủa mà ai đưa chú về chú? Tài xế riêng á. Tài xế riêng? Wow. Trời, hôm nay đi xế hợp luôn. Trời sao? Đây, đọc đi. Nhà hôm nay cúp điện 2 trọng. Dạ đâu có đâu chú. Sao tôi thui vậy? Công tắc nó nằm ở đây nè, chú mở công tắc ra giùm con đi. Không có quen đeo cái này. Ông bạn á, ông mua ổng bắt đeo. Ê, rồi phải đeo sợ ổng buồn. Đâu đâu, đeo đọc coi. Giám đốc công ty cung cấp thủy hải sản tươi sống Hoàng Tâm. Đúng vậy. Trời. Chú là giám đốc hả? Chú là giám đốc. Sao chú mướn cái phòng nhỏ xíu ở vậy? Chú giả trạng thường dân. Anh nhờ vậy mà chú mới gặp được con. Mà nhờ gặp được con chú mới tìm được vợ chú. Cái này người ta gọi là ý trời. Rồi, vậy là sắp không có chợ luôn. Không có chỗ ở là sao? Có mình con ở nguyên cái phòng bự vậy tiền đủ đâu mướn. Con ở chung với chú. Mướn cái phòng này làm gì? Chú lên đời rồi, chú phải ở chỗ khác. Sao chú ở đây được? Con sao? Con hả? Con chuyển qua chỗ khác ở chung với chú. Lên đời rồi. Chú sao vậy? Bên kia sao chú? Bên đó hả? Dạ. Dễ. Để chú tính cho con. Dạ. Cảm ơn chú. Bên đó hả? Để bên đó lo. Chú đọc gì mà nãy giờ chú chắc thích hoài vậy? Đây là những cái cảm xúc, tâm sự của chú trong thời gian mà chú ở trong tù. Dạ. Chú ghi chép lại hết ở trong này. Chú định là khi nào gặp con chú, chú sẽ cho nó coi, cho nó hiểu được là tình cảm của ba mẹ nó dành cho nó.
Nhưng mà mấy chục năm giấy một trơn, sợ luôn không có được. Định bữa nào phải dành thời gian ra để chép lại toàn bộ. Trời ơi, chú chép làm gì cho mỏi tay. Chú cũng không giữ được bao lâu đâu. Cho chú, hay là chú giao cho con, con đánh vô máy rồi con in ra luôn cho chú. Nghĩa là con đưa hết cái nội dung này vô trong máy vi tính đó hả? Dạ, đúng rồi. Nếu mà chú không sợ con đọc tâm sự riêng của chú. Tâm sự của chú có gì mờ ám đâu mà phải giấu. Con rảnh mà con giúp cho chú làm được cái việc này là chú cảm ơn con nhiều lắm luôn. Trời ơi, chú tốt với con vậy, con giúp chú cái chuyện này là chuyện nhỏ, có đáng gì đâu. Để giao nhiệm vụ cho con nè. Rồi, con sẽ xem nó như báo dập luôn. Nhẹ tay nha, coi chừng. Ê, nhẹ tay nha, coi chừng rách. Với lại con sao thì chép y vậy nha, đừng có tự ý thêm bớt gì vô nghe. Trời ơi, chạy gì thấy ghê vậy bà? Ủa, chào cậu. Người bà con đi đâu đây? Bắt đầu từ ngày hôm nay, nhiệm vụ đưa đón Thảo đi chợ không phiền tới cậu nữa. Tôi sẽ là người đưa Thảo đi chợ và đón Thảo đi chợ về. Nói câu đó là thấy lạ lạ rồi đó. Trời ơi. Trời ơi. Nè. Trời ơi. Anh tới đây làm gì vậy? Chưa hết một tuần mà. Anh vừa nói chuyện với cậu ấy. Kể từ hôm nay, cái chuyện đưa đón em đi chợ là chuyện của anh. Hả? Không được đâu. Anh đi về đi. Sao lại không được? Em là vợ của anh, thì cái chuyện đưa đón em đi chợ là chuyện nên làm chứ. Lên xe đi. Anh đi về đi. Hãy làm sợ ông chủ của em chứ gì. Thôi được rồi, anh sẽ vô trong. Anh gặp trực tiếp ông chủ của em để xin phép cho em nghe. Không có được. Ông chủ không có nhà. Thôi được rồi, đi thì đi. Đi chở cho chú. Đi dọn nhà. Đi vô nhà đi. Đi đi. Chú. Mà vú về già đã quá chứ. Người ta chân dài với đại gia theo đuổi, mà vú vừa già vừa chân ngắn mà có hai ông đại gia theo đuổi luôn. Đúng là hên. Anh Tư, ai chở bà vú đi đâu vậy? Đi chơi với bạn trai rồi. Bạn trai? Ừ. Đoán ra ngay mà, già mà không nên hết. Kỳ này là bà hết đường chối cãi với tôi. Anh Tư, vô lấy xe cho tôi ngay. Lấy xe cho tôi. Lấy xe ai? Lấy xe lẹ lơ mưa trễ chồng của tôi bây giờ. Tới nơi rồi đó, em xuống đi. Ủa anh, đây là nhà hàng mà. Anh mời em đi ăn. Thôi, mắc lắm em không ăn đâu. Em khi dễ anh không có tiền mời em đi ăn hả? Không có. Tại em không thích ăn nhà hàng, mà em phải đi chợ nữa. Thôi em đi chợ á. Tại sao? Cũng cái nhà hàng này, người ta mời em đi được, mà anh mời em lại từ chối là sao? Người ta nào mời em? Anh đã nhìn thấy hết rồi, em đừng có giấu nữa. Không những chỉ đi ăn uống, mà em còn đi mua sắm với người ta nữa kìa. Cậu dây xe ra đi. Giờ sao? Em có vô không?
Trời ơi, đẹp quá. Tôi thấy cái này nó làm sao, nó không có tài. Sao tôi thấy sao? Nó hợp đúng chỗ. Đến tôi hợp mà. Nè, đây nè. Ôi, tôi mà thử thêm mấy cái này nữa đi. Dạ, dạ. Ông chủ ơi, tôi thấy nãy giờ thử nhiều lắm rồi, giờ thử thêm cái này nữa, chắc tới chiều đó ông chủ. Không kịp đâu, không về nha ông chủ. Tôi nói sao bà nghe chị đi, một cái không à. Bà vô thử lại giúp tôi hết mấy cái này đi. Dạ. Cảm giác tôi bị điên dựng. Tôi cũng lần đầu hẹn hò với má anh Thầm. Lần lần đã thì chết. Anh chị Thái, tôi là Chu đây. Xin lỗi ai đầu dây à? Công an, nói đi, tại sao? Tại sao lại là như vậy? Ăn nói không có chuyện gì làm, rủ nhau vô động công an chơi hả? Biểu nói xong ai nói? Tỉnh khẩu hết rồi hả? Hà Thanh, thường ngày con nói hay lắm mà, sao bữa nay im ru vậy? Không phải là con im, mà con muốn kể cho cái ba này nè. Ba tự miệng thú nhận với ba đi. Dạ, mà còn hẹn hò tư tình, đồ mất nhân cách. Cô Hai à, cô Hai đừng nói vậy, tội nghiệp Du. Chuyện đó không có như cô Hai nghĩ đâu. Du không có. Người thì nói có, người thì nói không. Tôi biết sao xử đây. Chuyện gì? Hỏi sao ai nói hết vậy? Dạ, chuyện là vậy. Chỉ có hai người thôi à? Anh kiếm nhiều đồ ăn dữ vậy? Nhưng đây mà nhiều cái gì? Mới có mấy món khai vị ăn chơi thôi, còn vài món nữa. Anh mời thì em cứ ăn đi, chứ ít nhiều gì ở đây. Sợ anh không có tiền trả hả? Không phải vấn đề tiền bạc, mà hôm nay anh sao vậy? Mở miệng sao lại nhắc tới tiền, mà còn tỏ vẻ hằng học nữa. Thời hạn một tuần của em đã qua hết 3 ngày rồi. Em đã xin phép ông chủ chưa? Em chưa nói gì với ông chủ hết á. Anh biết lý do tại sao em không nói không? Bởi vì hai người đã có tình ý quyến luyến với nhau, cho nên bây giờ em mới khó mở lời đúng không? Anh nói cái gì vậy? Ông nói đúng. Dạ cô Hai, nhưng chỉ đúng một nửa thôi. Xin lỗi, cô là ai? Tôi là cái người đến đây giúp ông dạch mặt cái người đàn bà lẳng lơ này. Cô không được hỗn hào xúc phạm tới người lớn tuổi. Ông khoan đã, ông đợi tôi nói hết rồi muốn nói gì thì nói. Ông có biết bà ta là ai không? Anh Tâm à. Cô Hai, thôi mình đừng có nói gì hết, đi về nha cô. Về hả? Tôi về, nhưng trước khi về tôi cần cho ông ta biết rõ bộ mặt thật của bà. Bà ta là ô xin nhà tôi, một người đàn bà lăng loàn rắc nết, quyến rũ ông chủ không xong, rồi bây giờ quay qua quyến rũ ông. Cô Hai ơi, cô Hai hiểu lầm rồi, không có như cô Hai nghĩ đâu. Hiểu lầm hả? Chuyện sờ sờ trước mắt như vậy mà bà còn chối quanh chối quẩn hả? Tôi thực sự thất vọng về bà. Bấy lâu nay tôi cứ tưởng là bà ở trong nhà tôi lâu ngày rồi bà phát sinh tình cảm với ba tôi. Té ra không phải như vậy. Bà hồi xuân, bà hào tình, bà cần đàn ông cho nên bà bất chấp sĩ diện. Thôi đi, cô không được nói như vậy đối với người lớn tuổi. Cô đừng quên, người ta là đáng tuổi mẹ của cô đó. Mẹ tôi, đúng. Bà ta cũng muốn lắm chứ, nhưng mà sẽ không bao giờ có cơ hội đó đâu. Tôi nói cho bà biết, bà lớn tuổi rồi, bà khó sinh lắm, bà bớt mơ tưởng lại đi. Cô, còn ông nữa, nếu yêu thương bà ta thì mau mau dắt bà ta biến khỏi mắt tôi. Đừng có lén lút qua lại như vậy làm ô uế gia đình tôi lắm. Ông đem đánh tôi hả? Anh đâu? Lão mất dạy. Anh làm cái gì vậy chứ? Anh có biết nó là con của...
tao mất dạy. Con nói là mất dạy đó. Em xin anh mà, em xin anh mà. Tôi dám cho một bài học là bà ta, chứ không phải là tôi. Ông đừng có tin vào những giọt nước mắt cá sấu của bà. Tôi làm tôi mà. Tại tôi, tất cả là lỗi tại tôi đi nè. Hai người đừng có gây nữa được không? Tôi lại mấy người, tôi xin mấy người mà. Ông dám đánh tôi, tôi sẽ kiện ông ra tòa. Ông chở đi, chở đi. Ông đánh tôi chứ gì? Ông đợi đó. Xin lỗi mọi người, có chuyện gì vậy? Mày có anh ở đây, có người hành hôn tôi kìa. Anh và công an đến gặp tôi đi. Đi đi. Cái gì? Ông ta dám đánh con? Ba nhìn đi, còn dấu đỏ trên mặt nè. Con có nói thêm cho bà không? Thiệt không? Có thiệt là ông ta dám đánh con Thanh trước mặt bà không? Dạ. Trời ơi là trời. Ông chủ. Trời ơi, ông chủ bình tĩnh đi ông chủ. Chủ cái gì? Bà đúng là yêu viết ngu quá. Đến nỗi không biết con Thanh là cái gì của bà nữa. Bà đứng yên nhìn người ta đánh nó. Bà mê trai đến mức này hả? Không phải. Tôi không có ông chủ ơi. Tôi không có mà. Bằng chứng rành rành trước mắt mà bà còn chối nữa hả? Bà, tôi nghĩ là bà nên nhanh chóng tìm một người giúp việc khác đi. Bà ta đã tới tuổi hồi xuân rồi. Lỡ mà mai mốt bà mang bụng bầu ra về tới nhà mình á, thì lúc đó nhà mình xui lắm. Xui xẻo tới chuyện làm ăn của ba nữa đó. Bà nghe chưa? Bà hài lòng chưa? Dạ rồi. Không nên thân, không nên nết. Không làm gương cho con nít. Từ đây tôi cấm tuyệt bà. Ở trong nhà này nè, không được bước ra ngoài đường nữa bước. Nếu như vậy thì làm sao tôi đi chợ nấu cơm được? Chịu đi chợ. Kể từ bữa nay giao cho thằng Tân. Bà giới nghiêm trong nhà, nấu cơm nước giặt giũ cho tôi 24/24. Ông chủ, con đi chợ hả? Thì mày chứ ai? Con đi nhưng mà con đi. Má, việc gì mà bà phải rắc rối tốn công như vậy? Anh Tân anh là tài xế, việc gì phải kiêm luôn chuyện anh đi chợ chứ? Con nói đúng rồi. Má, bây giờ ba mướn người khác có phải dễ hơn không? Mình đâu có thiếu tiền đâu. Dù sao thì Vũ Thảo cũng quen việc rồi. Bà không thích xáo trộn nhiều trong nhà. Nhớ lại, bà đã cảnh báo Vũ Thảo rồi. Bà mà dám bước ra ngoài gặp trai lần nữa, bà đuổi thẳng luôn. Bà có nghe tôi nói không? Bà có làm cái gì đi nữa, tôi cũng đuổi đó. Nghe không? Dạ, tôi nghe là ông chủ. Nghe rồi thì ra sao, rửa mặt rửa tay làm việc đi. Tao. Dạ. Coi cái mặt bà có sao không, lấy dầu sức vô cho bà. Dạ. Bà. Còn con nữa, bà phải tới công ty làm việc tiếp nè, mất mặt quá. Đáng đời. Liệu hồn bà đó. Tớn chưa? Hiện trai một lần nữa là ba tôi đuổi thẳng cổ bà ra ngoài đường đó, nghe chưa? Vừa lắm. Cái thứ khổng. Bà chàng Thành nó nguyên cái tác luôn. Quá chính xác. Chú biết, một người đàn ông mà đánh một đứa con gái đáng tuổi con cháu mình như vậy là sai. Nè, nhưng mà con đừng hiểu lầm chú nghe. Chú không phải vũ phu bạo lực gì đâu. Tại chẳng qua là nóng nảy nhất thời thôi. Không, con hiểu lầm. Con cũng không trách chú.
Cái bà chàng Thanh nó rất là hỗn láo. Con là con tức bà lâu lắm rồi, tại vì phận làm em không thể nào ra tay. Chú Ranh rất hay, con là con ước gì con được ở đó. Nhìn cái mặt của bà lúc bà bị chú đánh á, chú chắc là bà tức lắm hả chú? Chắc là nhảy đông đỏng luôn hả chú? Con vừa nói gì vậy? Phận làm em không thể ra tay là sao? Bộ con quen thân với cô Thanh đó lắm hả? Dạ không, không có thân. Đúng rồi, phận làm em là đúng rồi. Tại vì con nè, con nhỏ tuổi hơn bà, mà con với bà ở gần nhà, thì nói đúng ra là con với bà là chị em hàng xóm đó. Con thì con nghe bà chửi mắng chú Thảo hoài à, con ức lắm. Con muốn dạy cho bà một bài học mà con đâu có dám. Này con thấy chú làm vậy hả hê lắm. Nhưng mà con thấy chú tát vậy là ít, gặp con là con tát nhiều tát hơn vậy nữa cho bà tởn. Bậy, suối tầm bảy tầm ba, mới có một tát thôi đó mà người ta đòi kiện chú ra tòa. Chứ mà tát nhiều cái như con nói, chắc bây giờ chú bị bắt giam nhốt luôn, không có mặt ở đây đâu mà kể cho con nghe. Gì? Bà chàng đã đòi kiện chú hả? Lúc ở đồn công an á, chú nghe cổ nói với luật sư là sẽ kiện chú tội hành hung người trái phép. Chú đang lo đây nè. Chú không cần phải lo, đánh có một tát tay chuyện nhỏ, chắc là tạm xử đâu. Đúng là đối với người khác là chuyện nhỏ, không có sao, nhưng mà đối với chú là chuyện lớn á. Dù gì chú cũng là người có tiền án giết người, ra tòa người ta sẽ tin Hà Thanh. Tội của chú dĩ nhiên là sẽ bị xử nặng hơn là những người bị phạm tội lần đầu. Thiệt vậy hả chú? Nhưng mà cái chuyện mà chú bận tâm bây giờ không phải là tòa xử như thế nào, mà là cái thái độ khác lạ của Du Thảo đối với Hà Thanh. Cái thái độ này nó không hề giống của một người giúp việc đối với cô chủ của mình một chút nào hết. Chuyện này không phải mình chú thấy làm lạ đâu. Bây giờ anh sẽ tới xin chỗ cho em nghỉ việc, rồi mình về quê hữu hỷ sớm tối có nhau. Anh hứa sẽ bù đắp cho em có một cuộc sống hạnh phúc, và biết đâu em lại sinh cho anh những đứa con khác. Xin con thiếu, anh nói một sợ người ta cười sao? Dạ gì, năm nay em mới có 42 tuổi, dư sức sinh con khác cho anh. 2-3 đứa nữa là đằng khác. Anh Tâm ơi, anh nói thiệt không? Tuổi của em vẫn còn sanh con được sao? Em vẫn còn cơ hội để làm mẹ sao anh? Mình sẽ lại hạnh phúc bên nhau. Hoa bưởi thơm thiệt đó. Hoa bưởi đúng là thơm, nhưng mà gọi thì phải đi nắng, được cái nắng lên nữa. Em thấy cực cho anh quá. Hay là anh cứ để em gọi bằng xà bông bột cũng được. Ai để vợ gọi xà bông bột cho mái tóc chứ? Để vợ có mái tóc đẹp, dù cực cỡ nào á, anh cũng chịu được hết. Chứ nói thì leo lên á, hái có mấy cái bông mà, rồi nấu với nước mưa, sao gọi là cực được? Tóc em đẹp, em thơm, là để anh vuốt, anh nghĩ mà. Em cảm ơn anh đã thương em nhiều như vậy. Lòng anh á, lúc nào cũng tràn đầy với con sông này. Nhưng mà em đúng là dễ dụ. Mới nói có mấy câu đã động lòng rồi. Người phải nói câu cảm ơn,
phải là anh mới đúng chứ. Em đã hy sinh cho gia đình anh quá nhiều lần Thảo rồi. Đã là vợ chồng, mình đừng nói mấy câu cảm ơn đó nha. Em có biết, cứ mỗi khi đêm về, một mình anh ngồi trong nhà trọ, anh thường mơ đến điều gì? Em cũng biết. Anh mơ là ba anh sát bệnh. Anh mơ anh ra trường sẽ có việc làm ổn định. Anh mơ em sanh cho anh những đứa con thiệt lộng lẫy. Mơ được chiều chiều dẫn em với con đi dạo khắp cánh đồng. Tới ngày lãnh lương thì đãi mẹ con em cái gì đó ngon ngon. Mẹ em nôn hết cả ruột gan lên rồi nè. Anh mau học giỏi ra trường, rồi em sẽ sanh cho anh một đứa con. Sao lại một được? Phải một trai, một gái nó mới vui. Hai đứa thì hai đứa. Anh đó, đúng bạn gian thiệt á. Em dạ. Bây giờ á? Bây giờ gì? Bây giờ kiếm con trước, rồi anh ra trường sao? Anh lại gian nữa rồi. Em cũng nhớ anh, cũng nghĩ tới ước mơ của anh. Nhưng mà nếu em bỏ đi với anh thì lấy ai chăm sóc Hạ Thanh đây? Còn nữa, tao đã quen có em bên cạnh từng ly từng tí rồi. Bà chú tập đã nói đến nỗi không kiềm chế bản thân mình, biết là mình có tiền án, bà dẫn dắt rất nhiều. Ba mẹ đâu cũng thấy chú tập không giúp nhiều lắm, nhưng mà nhà chú là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà còn ba mình thì sao? Mặc dù giả bộ khó chịu cằn nhằn, nhưng mà ba chú rất là thích chú. Nếu mà không phải sợ bà chẳng phải đâu, thì ba đã cứu chú từ đằng kiếp nào. Người ta nói một giọt máu đào khi bắn đã là không sai, nhưng mà mình vẫn là bác cứu chú Thảo. Mà mình làm như vậy là sai lầm tông tông rồi. Chú Thảo cũng đã khổ nhiều rồi, cũng phải được nghỉ ngơi và hưởng thụ chứ. Mình phải vì nghĩa chị mình thôi. Dạ ông chủ. Tôi vô chút được không? Tôi thấy không tiện. Bà đang làm gì? Tự nhiên xỏ quần áo đi đâu vậy? Tôi... Bà tính đi đâu hả? Bà giận tôi cái chuyện tôi đánh bà, bây giờ bà không muốn làm nữa phải không? Tôi làm sao dám giận ông chủ? Giận thì nói giận, có gì đâu phải trốn. Thật ra tôi cũng tính tới đây xin lỗi bà cái chuyện hồi sáng. Thiệt tình tôi không muốn như vậy. Hành động lỗ mãng vũ phu với bà quá.
ông chủ cũng không có lỗ mãn mà cũng không có vũ phu nữa. Ai thấy con mình bị đánh thì cũng nổi nóng như ông chủ thôi. Tôi không có nổi nóng cái vụ con Thanh bị đánh đâu. Mà tôi nổi khùng lên là cái chuyện khác. Chuyện khác? Vô ngồi đứng chút nghe. Bà ăn cái bánh bao đi. Dạ cảm ơn ông chủ. Bà ngồi đi. Thiệt tình hồi sáng tôi nổi nóng đến nỗi không kiềm chế được là tại bà chứ không phải là tại con Thanh đâu. Tại tôi? Vậy ý ông chủ là... Ai biểu bà hẹn hò với con cha đó làm chi? Hồi đó giờ nhịn được thì thôi bây giờ nhịn luôn đi. Mày đặt yêu đương chi cho nó khổ. Đời bây giờ đàn ông con trai bây giờ toàn là sở khanh điểu giả, chứ đâu phải ai cũng tốt như tôi đâu. Dạ không phải, mà cũng không có như ông chủ nghĩ đâu. Tôi không có. Đi vô nhà hàng tình tứ ăn uống với người ta để cho con Thanh nó bắt tại trận còn chối nữa. Không phải như vậy đâu. Tình tứ cái gì ông chủ? Ông chủ hiểu lầm rồi. Không ai đón đưa hay tán tỉnh tôi hết á. Anh Tâm vốn là chồng cũ của tôi, anh ra tù rồi nên mới kiếm tôi để về quê cùng sống chung. Bà không nói giỡn như tôi chứ? Tôi làm sao dám giỡn với ông chủ. Cái ông mà đánh con Thanh là chồng của bà thiệt hả? Ừ. Trời ơi, rồi bây giờ bà định dọn về ở với ông ta thiệt hả? Vậy còn cái tờ cam kết đó là sao? Bà nói cho ông nghe hết rồi phải không?